Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và viết vun. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái từ bài số 1 tới bài số 5 rồi đúng không nào? Ở phần bài tập cuối chương 7 rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay bắt đầu từ bài số 6 em nha. Bài nào dễ thì thầy làm nhanh, là bài khó thầy sẽ làm chậm. Ở bài số 6 này, người ta yêu cầu em là không tính delta và các phương trình. Thì thông thường những cái dạng này á, người ta cho thì các em phải nhớ thầy hai cái dạng đó, chính là cái việc nhẩm nghiệm nhẩm nghiệm có dạng là a cộng b cộng c bằng 0, và cái dạng thứ hai đó chính là a trừ b cộng c sẽ bằng 0. Chúng ta phải thuộc chúng thầy cái hai cái dạng này để chúng ta kết luận nghiệm cho chính xác. Như vậy ở câu a thì em thấy là hệ số a đây là 1, hệ số b là âm 3, hệ số c là 2. Như vậy khi chúng ta lấy 1 cộng âm 3 cộng 2 thì bằng 0, nghĩa là ở đây nó sẽ có dạng ở đây là a cộng b cộng c bằng 0 nè. Như vậy một nghiệm của nó sẽ x1 sẽ bằng 1, và một nghiệm x2 sẽ bằng là c trên a. Các bạn nào, c trên a nghĩa là chúng ta lấy 2 chia 1 là bằng 2. Sau khi chúng ta tính xong thì chúng ta nên dùng máy tính vào túi chúng ta bấm để chúng ta kiểm tra thử là mình làm có đúng hay không. Đúng không? Ta bấm ở đây là 1 âm 3, ở đây 2. Đây, x1 bằng 2 này. Thấy không? Và x2 thì chắc là bằng 1. Nhưng mà cái bài của mình là hoàn toàn chính xác, chứ không thể nào sai được. Ok. Tương tự như vậy, ở đây chúng ta nhẩm này, âm 3, 5, 8. Nếu chúng ta áp dụng cái dạng 1 là a cộng b cộng c thì nó có bằng 0 không? Không bằng 0 được. Tại vì âm 3 cộng 5 cộng 8 thì không thể nào bằng 0 được, mà chắc chắn nó sẽ có dạng là a trừ b cộng c. Tại vì sao? Tại vì trừ 3 trừ 5 cộng 8 thì chắc chắn bằng 0. Như vậy thì ở đây nó có dạng là a trừ b cộng c sẽ bằng 0. Nhưng mà khi đó chúng ta suy ra một nghiệm ta x1 sẽ bằng âm 1 và x2 sẽ bằng là âm c trên a. Âm c trên a nghĩa là bằng âm 8 phần âm 3 thì sẽ bằng 8 phần 3. Hiểu chưa? Như vậy một nghiệm là bằng âm 1, một nghiệm bằng âm 8 phần 3. Ở đây chúng ta dùng máy tính vào túi chúng ta bấm menu 922 âm 3 5 8. Đây. Không, một nghiệm là bằng 8 phần 3 này và một nghiệm bằng âm 1. Ok chưa? Quá chính xác, không thể nào mà sai được. Hiểu không? Rồi. Nên là cái phần này á, chúng ta cần phải nhẩm cho nhanh. Chứ không nhanh là bó tay. Chậm là chúng ta không thấy được, tại người ta đâu yêu cầu em tính delta đâu. 1 phần 3, 1 phần 6, âm 1 phần 2 thì chắc chắn là đây là người ta có lấy a cộng b cộng c là bằng 0 nè. Nhưng mà câu này có dạng là a cộng b cộng c thì bằng 0. Thì khi đó một nghiệm chắc chắn là đây là x1 sẽ bằng 1 và x2 chúng ta sẽ bằng là c trên a, nghĩa là âm 1 phần 2 chia ở đây cho 1 phần 3. Đúng không? Âm 1 phần 2 chia 1 phần 3 thì sẽ bằng là âm 3 phần 2. Chúng ta bấm menu 222 ấy, menu 922. Ta bấm đây là 1 phần 3, 1 phần 6, âm 1 phần 2. Đây, x1 bằng 1 này, x2 bằng âm 3 phần 2. Quá chính xác. Đúng chưa? Ok. Đây nghe. Được không nào? Cách trình bày của chúng ta là như vậy. Rồi, ta sẽ đi sang bài tiếp theo. Tìm hai số biết tổng của chúng là bằng là tổng nghĩa là S ở đây sẽ bằng là 4 căn 2 của 2 và tích của chúng là bằng 6, B bằng 6. Các em nhớ là cái phương trình đó chính là x bình phương trừ Fx cộng B bằng 0 nè. Đúng chưa? Như vậy chúng ta thế vô, ta thế vào chỗ đây nè. Như vậy thì nó sẽ là nghiệm phương trình là x bình phương trừ 4 căn 2 của 2x và cộng ở đây cho 6 bằng 0. Thì hai số cần tìm đó là số nào? Thì chúng ta dùng máy tính và túi chúng ta bấm luôn cho nhanh nha.
Còn việc chúng ta tính delta rồi chúng ta kết luận thì nó hơi lâu, nhưng mà ở đây chúng ta có máy tính hỗ trợ rồi. Ở đây bấm hệ số là 1 âm 4 căn bậc 2 của 2 6 đây 3 căn 2 của 2 với lại căn 2 của 2. Như vậy hai số cần tìm đây đó chính là 3 căn 2 của 2 với lại là căn 2 của 2. Quá rõ ra. Cái này là giá trị lớn nhất rồi, chúng ta khỏi quan tâm đi. Đây. X1 này. X2. Quá đơn giản. Được chưa? Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang bài số 8 em nha. Ta làm bài số 8 nha. Cái bài này còn phải chứng minh ở cái biểu thức này, rồi chúng ta sẽ áp dụng cái việc phân tích các đa thức sâu thành nhân tử. Nếu như ở chương trình lớp 8 ta có công thức này thì khỏe nè. Nhưng chương trình lớp 8 người ta chưa cho các em áp dụng cái này. Nên bây giờ tới lớp 9 chúng ta thấy những khi mà chúng ta phân tích các đa thức này thành nhân tử nó rất là đơn giản em. Tại vì trong chương trình lớp 8 chúng ta phải thêm bớt tắt các kiểu nhóm để xuất hiện cái chung, rồi từ cái chung đó chúng ta mới đặt nữa. Nhưng mà lên chương trình lớp 9 ta việc chứng minh công thức này này. Cái điều nào để chứng minh công thức này á thì em nhớ này, ta dựa vào theo định lý Vs á, chúng ta có là x1 cộng x2 là bằng trừ b trên a đúng không, và x1 x2 thì bằng c trên a, phải không? Thì từ cái này này thầy sẽ suy ra, bây giờ thầy sẽ suy ra cái gì, thầy sẽ suy ra b. Nếu để từ đây thầy suy ra b thì lấy a nhân lên trên đây, a nhân trên đây nha. Như vậy b này sẽ bằng là cái dấu âm này thầy chuyển qua đây đâu, âm a nhân ở đây x1 cộng x2. Ở đây thầy suy c thì lấy a nhân chéo ở đây thì nó ra được là a nhân ở đây cho x1 nhân cho x2, được chưa? Thầy thế vào chỗ nào, thầy đố em, thầy sẽ thế vào chỗ này này, thầy thế b và c bằng cái này vào chỗ này. Như vậy chúng ta có ax bình phương cộng bx cộng c. Bây giờ ax bình phương cứ để đó. Bây giờ b, chỗ này b thầy không ghi b nữa mà thầy thế bởi thằng này này, trở thành là trừ a, ở đây là x1 cộng x2, ở đây nhân gì, ở đây nhân cho x, đã hiểu không? Cộng c chúng ta ở đây là a nhân ở đây cho x1 x2, hiểu chưa? Bước đầu tiên chúng ta thế như vậy. Bằng tiếp ax bình phương này cứ để đó không có làm gì được hết á, phải nè. Bây giờ chúng ta nhân vô, ta lấy a với x này nhân vào đây, như vậy trừ là ax1 x trừ ax2 x và cộng ở đây cho ax1 x2, được đúng không? Các em hiểu không nha? Đó. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta nhóm ha. Chúng ta sẽ thầy đố em chúng ta sẽ nhóm cái gì nè. Như vậy thầy sẽ nhóm ở vị trí số 1 và số 2 một nhóm. Thầy làm rất chậm để em thấy nha. Một nhóm này, thằng này với thằng này một nhóm, thầy để ngoài đây là dấu cộng, bên trong này thầy đưa dấu trừ của nó là vô luôn trong đây luôn. X cộng ax1 x2. Đối với nhóm đầu tiên, đối với nhóm đầu tiên thì thầy sẽ đặt cái gì ra chung, đó chính là đặt cái ax ra chung. Bên trong còn lại thằng này còn lại là x đúng không, thằng này còn lại là x1. Ở đây nhóm này thầy sẽ đặt cái gì ra chung em? Cái nhóm này thầy sẽ đặt đó chính là ax2, và thầy đặt là âm luôn, ax2 ra chung. Thì bên trong này phải đổi dấu, thì thằng này nó còn lại ở đây là x, thằng này cái dấu cộng này đổi thành dấu trừ là trở thành là x1. Đó, bây giờ thầy thực hiện cái chung chưa? Như vậy chúng ta có ở đây x1, x trừ x1 chung, thưa đúng không? X trừ x1 chung thì bây giờ chúng ta sẽ đặt có cả a này chung luôn nè. Như vậy chúng ta đặt a nhân ở đây x trừ x1, thì bên trong còn là x này trừ này x2 này, xong cái này đã chứng minh được rồi đó nha, hiểu không? Sau khi chứng minh xong thì chúng ta chỉ được tìm nghiệm của thằng này. Lưu ý nó ở ngay ngoài đây nó có nhân hệ số a này. Rồi thầy sẽ áp dụng đây, chứng minh này nha, chứng minh xong rồi nha, thầy sẽ áp dụng ở chỗ đây cho em xem. X bình phương câu a này trừ 2x trừ 3, ở
ở đây em lưu ý hệ số A ta là mấy? Hệ số A ta là 1. Rồi đúng không? Thằng này thì chúng ta nếu ta nhẩm nghiệm, cái này không cần tính luôn. Cái này người ta nhẩm nghiệm cái dạng ở đây là A trừ B cộng C bằng 0 này. Thì khi đó một nghiệm người ta x1 sẽ bằng là âm 1 và x2 người ta sẽ bằng là trừ C trên A, nghĩa là bằng trừ cho trừ 3 trên 1 sẽ bằng 3 này. Nhưng mà khi đó chúng ta ráp vô đây, chúng ta ráp vô chỗ đây để nó phân tích thành nhân tử nè. Nhưng mà x bình phương 2x trừ 3 sẽ bằng hệ số A người ta đây chính là 1. Đây hệ số A này, hệ số A là 5 ở chỗ đây này. Đây chính là hệ số A này, đây chính là 1. X trừ cho x1, mà x1 ta là trừ 1, trừ với trừ là thành cộng 1. Nhân ở đây cho x trừ cho x2 người ta là 3. Nhưng mà khi người ta phân tích ra trở thành là x cộng 1 nhân x trừ 3 xong. Đó. Hiểu chưa? Hiểu tại sao nó ra được cái này chưa? Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta làm câu B nè. 3x bình phương cộng 5x trừ 2. Còn thì thằng này không nhẩm được, không nghiệm được. Nhưng lưu ý ở đây cái hệ số A ta là bao nhiêu? Hệ số A ta bằng 3. Nhớ cái hệ số A ta là bằng 3 này. Bây giờ chúng ta sử dụng máy tính mà túi chúng ta bấm đi. Không nhẩm được thì bấm cho nhanh nha. Ta bấm menu 922. Ở đây là 3, 5, âm 2, 1 phần 3 với lại âm 2. Như vậy chỗ này một nghiệm ta x1 sẽ bằng là bao nhiêu này? 1 phần 3. X2 là bằng âm 2. Coi thầy làm này, bây giờ chúng ta thế chỗ đây này. Thì thằng này có phải bằng này. Cái hệ số A ta là 3 này. Hệ số A ta là 3. X này, chúng ta ghi x là này, trừ này, x1 này là 1 phần 3, nhân ở đây x, trừ x2 ở đây là trừ thành cộng ở đây. Đó, các em thấy chưa? Chúng ta phân tích ra được là như vậy. Đó. Còn nếu mà các em muốn mà mất số 3 này nữa thì chúng ta nhân vào đây, trở thành là 3x trừ cho 1, ở đây 3x cộng cho 6, đúng không? Nhưng mà thôi cứ để đó đi. Thế đó. Quan trọng là cái mà chứng minh đó. Đây, chứng minh là rất là rõ này. Không ý kiến hết nữa đâu. Rồi. Thầy đưa em bài giải chi tiết này. Đây nha. Chỗ này thì nếu mà làm thêm bước nữa chúng ta nhóm này. Cái thằng này là ax bình phương ax1x cộng ở đây cho âm ax2x cộng cho ax1x2 này. Sau đó chúng ta nhóm và nó ra thôi. Hiểu chưa? Các em thấy bữa nay là có cái này khi phân tích thấy khỏe. Quá khỏe luôn không? Rồi. Các em có thể tham khảo vào cái bộ sách Trăng Trời về kết nối để chúng ta lấy bài tập thêm để chúng ta làm nha, đặc biệt là bộ kết nối. Thầy khuyên em thành thật khuyên em là nên vào cái bộ kết nối để lấy bài tập của nó để chúng ta làm. Ở trong kênh của thầy là có giải chi tiết cực kỳ ở ba bộ sách rồi. Các em giải là đã có đáp án sẵn ở trên kênh là chúng ta tham khảo thôi. Được chưa? Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Thầy chúc cho em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em ủng hộ cái kênh
Thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp em. Đấy, đẹp luôn. Chà.